Ngày hôm nay, mời các con hãy cùng vận động một bài hát thật là sôi động với cô được không nào? Được ạ. Mời tất cả các con. Đến với giờ học ngày hôm nay, cô cũng đem đến một câu chuyện về bạn ếch xanh vô cùng hấp dẫn. Bây giờ mời các con hãy cùng lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thật thoải mái để lắng nghe câu chuyện này nhé. Câu chuyện thanh âm đầm lầy. Trong đầm lầy ngập nước có gia đình ếch xanh rất chăm chỉ luyện thanh, ốp oáp vui ca hát. Một tối kia gió mát, anh tổ chức hòa ca, anh ương cũng tham gia cùng gia đình nhái bén. Năm chữ ếch xanh ca hát trong đầm lầy, ốp oáp hòa ca vang khắp không gian. Xong 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 sân khấu vừa vén, bỗng trời đổi bão giông, phùn mùa tuôn xối xả, gió ào ào vội vã, sập chiếc nhà xem xanh, anh ngã lộn vòng quanh, rồi lăn tóm xuống nước. Sáng sớm mây trắng muốt, từng giọt nắng long lanh, chuột nhắt chạy lanh chanh, voi đùng đỉnh nghèo gót. Voi ơi, voi ơi, voi đi lên đôi tay voi lùng lẳng chân bước bùn cùn. Voi ơi, voi ơi, voi ơi, voi ơi, voi. Đến đầm nước nho nhỏ, chúng buông chiếc cần câu, nghe văng vẳng từ đâu những âm thanh thút thít. À, cành đám bèo xa, bạn ếch xanh đang khóc. Không quản ngại nặng nhọc, voi và chuột kết bè, từ cây chuối cây tre đi tìm nhà cho ếch. Bè treo nhanh tay đưa bè đi muôn nơi. Ếch xanh vui mừng anh ương bắt bỏ, ếch xanh hỏi nho nhỏ, bố mẹ em ở đâu? Anh ương phình bụng nâu, uom uom anh không biết. Nhái bén đang học viết, ngoé ngoé nói vọng sang, nhà anh đang quáng quáng, tìm anh trong đầm nước. Ếch xanh nhảy từng bước, từ bè sang lá sen, cất giọng hát thân quen, ốp oáp gọi nhà ếch. Thanh âm theo gió mát truyền đi khắp không gian, báo ếch xanh bình an, nhà ếch vui mở hôi. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Các con vừa được lắng nghe cô kể câu chuyện gì đấy? Cô mời bạn An nào. Con thương cô câu chuyện thanh âm đầm lầy ạ. Cô cảm ơn An. Các con, đầm lầy có nghĩa là gì nhỉ? Ai biết? Cô mời Cát Tiên à? Con thưa cô, nó rất có nhiều nước ạ. Ừ, theo bạn Cát Tiên thì đầm lầy là một nơi rất nhiều nước. Còn ai có ý kiến khác không? Cô mời An nào? Con thương cô, đầm lầy là khu rất nhiều nước ạ. Một câu trả lời rất đầy đủ và chính xác. Khen các bạn một tràng hê to nào.
đó chính là câu chuyện Thanh Âm Đầm Lầy. Và trong giờ học ngày hôm nay, cô Mai cũng đem đến một bộ tranh minh họa cho câu chuyện Thanh Âm Đầm Lầy đấy. Các con cùng lắng nghe nhé. Câu chuyện Thanh Âm Đầm Lầy. Trong đầm lầy ngập nước có gia đình ếch xanh rất chăm chỉ luyện thanh, ô oát vui ca hát. Một tối kia gió mát, anh tổ chức hòa ca, ếch ương cũng tham gia cùng gia đình nhái bén. Năm chữ ếch xanh ca hát trong đầm lầy, ô oát hòa ca sân khấu vừa vén, bỗng trời đổi bão giông, tuôn mưa tuôn suối xả, gió áo ào ngược ngã, giật chiếc lá sen xanh, ếch ngã lộn vòng quanh, rồi lăn tóm xuống nước. Sáng sớm mây trắng muốt, từng giọt nắng long lanh, chuột nhắt chạy lanh chanh. Voi đùng đỉnh theo gót, voi ơi, voi đi lên đôi tay voi, đùng đằng chân bước cùng cùng. Voi ơi, voi ơi, voi ơi, bao. Đến đầm nước nhỏ nhỏ, chúng buông chiếc cần câu. Nghe văng vẳng từ đâu những âm thanh tút tít. À, cạnh đám bèo xa, bàn ếch xanh đang khóc. Không quản ngại nặng nhọc, voi và chuột kết bè, từ cây chuối cây tre đi tìm nhà cho ếch. Mẹ treo nhanh tay đưa bé đi cuốn nước. Thấy ếch ương bắt bọ, ếch xanh hỏi nho nhỏ, bố mẹ em ở đâu? Ếch ương xinh bụng đầu, uom uom anh không biết. Nhái bén đang học viết, ngoé ngoé nói vọng sang, nhà anh đang quáng quàng, tìm anh trong đầm nước. Ếch xanh nhảy từng bước, từ bè sáng lá sen, cất giọng hát thân quen, ốp oát gọi nhà ếch. Thanh âm theo gió mát truyền đi khắp không gian, báo ếch xanh bình an, nhà ếch vui mở hôi. Trong câu chuyện Thanh Âm Đầm Lầy có những nhân vật nào nào, ai biết? Cô mời bạn Linh nào. Con thương cô, có con chuột cả, con ếch cả, cô voi à. Rất giỏi, khen bạn Linh một tràng tay thật to nào. Cô mời Linh nào, có thể lên đây giúp cô gắn các nhân vật trong câu chuyện con vừa kể lên trang bìa được không nào? Nào Linh, con có thể đứng cạnh sang bên này này. À, con giúp cô gắn những nhân vật con vừa kể lên câu chuyện nhá, lên trang bìa nhá. Con gắn. Con gì đây? Bạn gì đây? Bạn gì đây hả cả lớp? Voi. À, bạn voi. Còn bạn gì nữa nhỉ? Bạn chuột à. Bạn chuột. Đúng không hả cả lớp? Đúng. Còn bạn gì nữa? Bạn gì đây hả con? Bạn ếch à. Bạn ếch gì đây? Ếch xanh. Bạn ếch xanh. Khen bạn Linh một tràng tay thật to nào. Ngoài các nhân vật mà bạn Linh vừa kể ra, ai còn biết trong câu chuyện có những nhân vật nào nữa? Nào, cô mời Châu nào. Con thưa cô, con bạn ấy Hương và nhà bé Loa. Có đúng không hả cả lớp? Đúng. Con bạn gì nữa nhở?
ảnh ương và nhảy bén. À, vậy thì cô mời bạn Châu có thể lên đây. Cô mời Châu nào. Con có thể lên đây giúp cô gắn các nhân vật lên trang bìa được không? Là con đứng gọn sang bên này nào. Nhân vật gì đấy? Đây là nhân vật gì ở cả lớp? Ảnh ương. Ảnh ương, đúng rồi. Bạn Châu gắn rất chính xác. Còn bạn gì đây? Nhảy bén. À, cả bạn nhảy bén nữa. Cô cảm ơn Châu. Cả lớp khen Châu một tràng tay to nào. Vừa rồi các con đã đoán rất chính xác những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện Thanh Âm Đầm Lầy rồi đấy. Và trong câu chuyện này các con ấn tượng nhất là điều gì? Cô mời An nào. Con thương cô, con ấn tượng nhất là về bạn chuột và bạn voi ạ. Vì sao con lại ấn tượng về hai bạn đấy nhỉ? Bởi vì là bạn ấy là cứu bạn của mình ạ. Ô, một hành động rất ý nghĩa đúng không? Khen bạn An một tràng tay thật to nào. Còn ai ấn tượng gì về điều gì trong câu chuyện nữa? Cô mời bạn Thảo nào. Thưa cô, con ấn tượng nhất là bạn chuột với cả bạn voi ạ. Cũng giống như bạn An đúng không? Nào còn ai ý ấn tượng về điều gì khác không? Cô mời Linh. Con ấn tượng nhất là bạn Ếch trở về nhà. Vì bạn Ếch được về nhà, được đoàn tụ với gia đình của mình đúng không nào? Đó là những điều mà các con ấn tượng trong câu chuyện này đúng không? Thế còn bạn cô Hà, cô Hà ấn tượng nhất là điều gì trong câu chuyện này nhỉ? À, với cô Hà thì cô Hà rất ấn tượng là câu chuyện này có rất nhiều bản nhạc hay mà các con đã được học trong các giờ học rồi đúng không các con? À, và vừa rồi cô Mai còn thấy các con thể hiện rất là hay những bài hát mà các con được học trong dự án Ếch rồi đúng không nào? Trong đầm lầy ngập nước có gia đình Ếch Xanh rất chăm chỉ luyện thanh, ộp oạp vui ca hát. Một tối kia gió mát, Ếch tổ chức hòa ca. Ánh ương cũng tham gia cùng gia đình nhái bén. Bạn nào tinh nhanh có thể trả lời cho cô Mai câu hỏi: trong đầm lầy có những gia đình nào đang chăm chỉ luyện thanh nhỉ? Có những gia đình nào? Cô mời Hương nào. Thưa cô, gia đình Ếch Xanh nhá. Gia đình nhái bén, gia đình Ếch Xanh. Con gia đình nào nữa không? Cô mời An nào. Con thương cô, con gia đình Ánh Ương và gia đình nhái bén ạ. Đúng không ạ cả lớp? Hãy các bạn chào thầy to nào. Và các con có biết các gia đình trong đầm lầy đã luyện thanh như thế nào không? Ai biết? Cô mời An nào. Con thương cô, các gia đình đã hát ạ. Các gia đình đã hát? Hát như thế nào các con nhỉ? Hát như thế nào? So so so, fa fa fa, mi mi mi, re re re, do re mi fa son, fa mi re do. Rất giỏi, các bạn An một tràng tay to nào. Và chúng mình có muốn luyện thanh bắt chước các gia đình nhà Ếch không? Có. Nào, các con thử đứng lên xem nào. Chúng mình sẽ thử luyện thanh giống gia đình nhà Ếch nhá. Son son son, fa fa fa, mi mi mi, re re re, do re mi fa son fa mi re do. Giỏi quá, khen các con giỏi tay to nào. Nào, còn ai nào? Ai biết khi màn sân khấu vén thì chuyện gì đã xảy ra? Nào, cô mời các em nào. Con thương cô trời nổi bão giông. Con ấy bị ngã xuống nước ạ. À, trời nổi bão sông. Trời nổi bão sông như nào hả các con? Nổi bão sông thế nào? Mưa rơi thế nào nhở? Mưa rơi, xối xả. Gió thì làm sao? Ao, 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 ao. Làm cho bạn ấy bị ngã lộn xuống và lăn tóm xuống nước. Sáng hôm sau, khi trời trắng muốt, những tia nắng long lanh tỏa xuống thì điều gì đã xuất hiện trong khu đầm lầy này nhỉ? Ai đã xuất hiện trong khu đầm lầy này? Cô mời Châu nào. Con thương cô, chuột với cả voi giúp Ếch ạ. Chuột và voi đã giúp Ếch đúng không nào? Chuột nhắc chạy lanh chanh, voi đùng đỉnh theo gót. Chuột và voi đã xuất hiện trong khu đầm lầy này với dáng vẻ thế nào nhỉ các con nhỉ? Bạn chuột đã xuất hiện với dáng vẻ như thế nào? Chuột nhất chạy lanh chanh. Nào, chuột xuất hiện với dáng vẻ như thế nào? À,
chạy lanh chanh. Theo các con chạy lanh chanh là chạy như thế nào nhỉ? Ai có thể mô tả lại được dáng chạy lanh chanh của bạn chuột được không? Nào cô mời bạn An này. An có thể lên đây mô tả dáng chạy lanh chanh của bạn chuột là chạy như nào? Dáng chạy của bạn An có đúng giống như cái dáng vẻ của bạn chuột không? À cô cảm ơn bạn An. Chạy lanh chanh là chạy rất là nhanh, lách qua những người khác đấy. Thế còn dáng của bạn voi thì như thế nào? Voi đi như thế nào nhỉ? Đùng đỉnh, đùng đỉnh. Dáng đi đùng đỉnh là dáng đi thế nào chúng mình có biết không? Nào chúng mình cùng đứng lên cả mô tả dáng đi đùng đỉnh của bạn voi nhá. Mời tất cả các con nào. À là buông thõng cái vòi này, đi rất là chậm rãi. Chậm rãi này. Cảm ơn tất cả các con. Không quản ngại nặng nhọc, voi và chuột kết bè. Từ cây chuối cây tre đi tìm nhà cho ếch. Theo các con, voi và chuột đã giúp ếch bằng cách nào? Hay biết nào? Cô mời con. Con chưa cô. Voi và chuột đã giúp đỡ bằng bè. À, đã giúp đỡ bằng bè. Cô mời Hương nào. Con thưa cô, voi và chuột làm bè giúp ếch ạ. Rất chính xác. Khen bạn Hương một tràng tay to nào. Còn ai nào, ai biết voi và chuột đã giúp ếch bằng cách nào nào? Cô mời Kem nào. Con thưa cô, voi và chuột đã giúp làm bè để đưa con ếch về nhà. À, để đưa bạn ếch về nhà bằng bè đúng không nào? Voi và chuột đã làm gì để giúp ếch trở về nhà các con nhỉ? Rất giỏi. Voi và chuột đã kết bè từ cây chuối, cây tre để đưa ếch trở về nhà của mình đấy. Và khi ếch đã tìm được về nhà của mình rồi, gia đình của ếch đã làm gì? Mở hội. Ai biết à? Cô Mai sẽ mời các cánh tay đẹp. Cô mời Châu nào. Con thương cô. Và gia đình ếch đã làm gì? Con này to lên nào. Con thương cô là đã mở hội ạ. Mở hội. Nào ai còn có ý kiến khác không? Cô mời Linh. Con thương cô mở hội ạ. Gia đình ếch đã làm gì khi thấy ếch xanh trở về nào? Ai biết? Cô mời Diệu Nhi. Con thương cô. Gia đình ếch tổ chức hòa ca. Nào còn ai có ý kiến khác không? Gia đình ếch đã làm gì? Cô mời Linh nào. Tổ chức ngày hội, tổ chức một buổi hòa ca. Rất chính xác. Một buổi hòa ca rất hoành tráng đã được mở ra khi ếch xanh đã được trở về đấy. Các con thấy các bạn nhỏ trong câu chuyện này có đáng yêu không? Có. À vì sao nhỉ? Tại vì cười. À vì các bạn cười rất là tươi và còn hát rất là hay nữa đúng không nào? Và đặc biệt là voi và chuột đã biết giúp đỡ bạn của mình khi thấy bạn ếch gặp khó khăn đúng không nào? Và cô Mai mong rằng tất cả các bạn lớp chúng mình cũng biết giúp đỡ bạn của mình khi thấy bạn gặp khó khăn được không nào? Và câu chuyện Thanh Ngâm Đầm Lầy này, từ ngày hôm nay trở đi lớp chúng ta sẽ có thêm một cuốn truyện để các con có thể tập kể chuyện trong góc sách truyện của lớp mình được không nào? Bây giờ ai có thể giúp cô cất cuốn sách này về góc sách truyện nào? Cô mời bạn Trúc Linh nào. Rồi, con cất giúp cô góc sách truyện nhé. Và các con biết không, câu chuyện Thanh Âm Đầm Lầy này còn được chuyển thể thành một thể loại nhạc kịch rất là hay. Và để vở nhạc kịch ngày hôm nay của chúng ta được hay và thành công hơn thì cô Mai muốn nhờ đến sự giúp sức của tất cả lớp chúng mình đấy. Và ngày hôm nay, cô mời các con hãy đi chọn cho mình một chiếc mũ thể hiện nhân vật mà các con yêu thích trong câu chuyện này nhé. Mời tất cả các con. Con đang chọn nhân vật gì để đóng trong câu chuyện này đấy? Ếch xanh ạ. À, con chọn bạn ếch xanh à? Còn cô Mai, chúng mình có biết cô Mai đang chọn nhân vật gì trong vở kịch ngày hôm nay không? Nhân vật gì? À, cô Mai sẽ đóng là bạn ếch xanh bị lạc nhà nhá. Được không nào? Thế còn bạn voi là bạn nào nhỉ? Ai đóng làm voi nhỉ? Bạn voi đây. À, bạn Hưng đóng làm voi đúng không? Thế theo Hưng thì bạn voi đóng trong vở kịch này thì bạn voi sẽ đi như thế nào nhỉ? Bạn voi đi như nào? Ôi, voi đi rất là đủng đỉnh nặng nề đúng không nào? Hưng nhớ chưa nào? Nhá. Rồi bây giờ chúng mình đã sẵn sàng tham gia vở kịch ngày hôm nay chưa? Thôi.
trước khi tham gia vở kịch này, cô mời các con nhá, những bạn nào làm nhái bén này, ếch ương và ếch xanh, chúng mình sẽ tìm lấy nhau và lựa chọn vị trí ngôi nhà của mình sẽ ở nhá. Nào các con sẽ kéo chiếc gối về để làm nhà của chúng mình nhá. Và ngay sau đây, vở kịch Thanh Âm Đầm Lầy xin phép được bắt đầu. Wow, các bạn ơi, hôm nay trong khu đầm lầy của chúng ta rất là đẹp, nhiều hoa, nhiều lá đẹp quá. Hay chúng ta hãy cùng nhau tập luyện thanh để tổ chức một buổi hòa ca thật hay được không nào? Mời tất cả các bạn cùng đứng lên đây, làm theo tớ nhá. Đứng rộng ra nào. Các bạn sẵn sàng luyện thanh chưa? Làm theo tớ nào. Một buổi luyện thanh thật là hay. Chúng tớ sẽ tìm cách giúp bạn nhé. Ôi giúp tớ với nhá. Vòi ơi, chúng mình làm gì để giúp bạn ếch bây giờ? Làm cái bè. Các bạn có đồng ý chúng tớ làm một cái bè để giúp ếch về nhà không? À, vậy thì chúng mình cùng làm một cái bè đưa ếch về nhà nhá. Ếch ơi, lên bè chúng tớ đưa về nhà nào. Tớ cảm ơn các cậu. Trèo bè, trèo nhanh tay, đưa bè đi muôn nơi. Ánh xanh vui mừng, hát la la la. Trèo bè, trèo nhanh tay, đưa bè đi muôn nơi. Ánh xanh vui mừng, hát la la la. Ôi, các cậu ơi, tớ thấy có anh Hương đang ngồi ở kia kìa. Hay chúng ta ra hỏi đi. Ừ, chúng mình hỏi xem là nhà ếch ở đâu đi. Anh Hương ơi, có biết nhà của em ở đâu không? Ôi, anh Hương không biết chuột ạ. Chúng mình hỏi các bạn nhái bén xem nào. Chúng mình cùng ra hỏi đi, đi. Nhái bén ơi, có biết nhà anh ở đâu không? Ở đây không? Ở đây này.
Đừng nói ra, đừng nói về coi. Đừng ra, đừng ra, đừng ra. Ngồi về xem nào. Ôi, gia đình của tôi đây rồi. Chúc mừng bạn Ếch nha. Các bạn ơi, hôm nay Ếch Xanh vui quá vì đã tìm được gia đình của mình rồi. Và hôm nay họ hàng nhà Ếch của chúng ta hãy tổ chức một buổi hòa ca thật là hay. Và có sự góp mặt của voi và chuột được không nào? Các bạn ơi, chúng mình cùng đứng lên trên này nào. Voi chuột ơi, hãy cùng tham gia buổi hòa ca cùng với chúng tôi nhé. Vâng nào, chúng mình cùng lên đây tham gia vào buổi hòa ca thật vui nha. Hát thật hay trong khu đầm lầy của chúng mình nào. Năm chuối xanh ca hát trong đầm lầy, ục quạc hòa ca vang khắp không gian. Sa 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 sa, mi mi mi, re re re, do re mi fa sol fa mi re do. Các cậu ơi, chúng mình hãy đi xung quanh khu đầm lầy của chúng ta thôi nào. Năm chuối xanh ca hát trong đầm lầy, ục quạc hòa ca vang khắp không gian. Sa 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 sa, mi mi mi, re re re, do re mi fa sol fa mi re. Wow, buổi hòa ca hôm nay của họ hàng nhà Ếch chúng ta thật là hay vì có sự góp mặt của voi và chuột đúng không nào? Chúng mình cùng cảm ơn voi và chuột nào. Voi và chuột. Thế các bạn có thích chúng tớ không? Vì sao các bạn lại yêu thích chúng tớ thế? Vì sao nhỉ? Vì sao nhỉ? À, thì các bạn xin. À, vì xung này có bạn còn ý kiến là biết giúp bạn đấy. À, thì các bạn hãy giống như chúng tớ, biết giúp đỡ những người khác khi gặp khó khăn nha. Dạ, yeah. Chúng mình có đồng ý không nào? Đồng ý. 1, 2, 3, nghe thật to nào. 1, 2, 3, thanh âm đầm lầy này còn được chuyển thể thành một thể loại nhạc kịch rất là hay. Và để vở nhạc kịch ngày hôm nay của chúng ta được hay và thành công hơn thì cô Mai muốn nhờ đến sự giúp sức của tất cả lớp chúng mình đấy. Và ngày hôm nay, cô mời các con hãy đi chọn cho mình một chiếc mũ thể hiện nhân vật mà các con yêu thích trong câu chuyện này nhé. Mời tất cả các con. Nào, chúng mình đeo lên nào. Chi ơi, con đang chọn nhân vật gì để đóng trong câu chuyện này đấy? Ếch Xanh ạ. À, con chọn bạn Ếch Xanh à? Còn cô Mai, chúng mình có biết cô Mai đang chọn nhân vật gì trong vở kịch ngày hôm nay không? Thế là gì? À, cô Mai sẽ đóng là bạn Ếch Xanh bị lạc nhà nhá. Được không nào? Dạ. Thế còn bạn voi là bạn nào nhỉ? Ai đóng là voi nhỉ? Bạn voi đây. À, bạn Hưng, Hưng đóng là voi đúng không? Thế theo Hưng thì bạn voi đóng trong vở kịch này thì bạn voi sẽ đi như thế nào nhỉ? Bạn voi đi như nào? Ôi, voi đi rất là đủng đỉnh nặng nề đúng không nào? Hưng nhớ chưa nào? Nhá. Rồi, bây giờ chúng mình đã sẵn sàng tham gia vở kịch ngày hôm nay chưa? Dạ. Trước khi tham gia vở kịch này, cô mời các con nhá, những bạn nào làm nhái bén này, Ếch Ương và Ếch Xanh, chúng mình sẽ tìm lấy nhau và lựa chọn vị trí ngôi nhà của mình sẽ ở nhá. Nào các con, sẽ kéo chiếc gối về để làm nhà của chúng mình nhá. Và ngay sau đây, vở kịch Thanh Âm Đầm Lầy xin phép được bắt đầu. Wow, các bạn ơi, hôm nay trong khu đầm lầy của chúng ta nhiều hoa, nhiều lá đẹp quá. Hay chúng ta hãy cùng nhau tập luyện thanh để tổ chức một buổi hòa ca thật hay được không nào? Mời tất cả các bạn cùng đứng lên đây, làm theo tớ nhá. Đứng rộng ra nào. Bạn sẵn sàng luyện thanh chưa? Làm theo tớ nào. Một buổi lên hay rất là hay.
Chúng tớ sẽ tìm cách giúp bạn nhé. Ôi giúp tớ với nhá. Vòi ơi, chúng mình làm gì để giúp bạn ếch bây giờ? Làm cái bè. Các bạn có đồng ý chúng tớ làm một cái bè để giúp ếch về nhà không? À, vậy thì chúng mình cùng làm một cái bè đưa ếch về nhà nhá. Ếch ơi, lên bè chúng tớ đưa về nhà nào. Tớ cảm ơn các cậu. Trèo bè, trèo nhanh tay, đưa bè đi buôn nơi. Ánh xanh vui mừng, hát ba la la la. Trèo bè, trèo nhanh tay, đưa bè đi buôn nơi. Ánh xanh vui mừng, hát ba la la la. Ôi, các cậu ơi, tớ thấy có anh Hương đang ngồi ở kia kìa. Hay chúng ta ra hỏi đi. Ừ, chúng mình hỏi xem là nhà ếch ở đâu đi. Anh Hương ơi, có biết nhà của em ở đâu không? Ôi, anh Hương không biết chuột ạ. Chúng mình hỏi các bạn nhái bén xem nào. Chúng mình cùng ra hỏi đi, đi. Nhái bén ơi, có biết nhà anh ở đâu không? Ở đây không? Ở đây này. Đúng rồi, gia đình nhà anh đây coi. Đúng rồi, gia đình nhà anh đây. Hỏi về xem nào. Ôi, gia đình của tôi đây rồi. Chúc mừng bạn ếch nha. Các bạn ơi, hôm nay ếch xanh vui quá vì đã tìm được gia đình của mình rồi. Và hôm nay họ hàng nhà ếch của chúng ta hãy tổ chức một buổi hòa ca thật là hay. Và có sự góp mặt của voi và chuột được không nào? Các bạn ơi, chúng mình cùng đứng lên trên này nào. Voi chuột ơi, hãy cùng tham gia buổi hòa ca cùng với chúng tôi nhé. Nào, chúng mình cùng lên đây tham gia vào buổi hòa ca thật vui nha. Hát thật hay trong khu đầm lầy của chúng mình nào. Năm chuối xanh ca hát trong đầm lầy, ục quạc hòa ca vang khắp không gian. Xa 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 chi mi mi re 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 do re mi fa sol fa mi re do. Các cậu ơi, chúng mình hãy đi xung quanh khu đầm lầy của chúng ta thế nào. Năm chuối xanh ca hát trong đầm lầy, ục quạc hòa ca vang khắp không gian. Fa 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 mi 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 re 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 do re mi fa sol fa mi re do. Wow, buổi hòa ca hôm nay của họ hàng nhà ếch chúng ta thật là hay vì có sự góp mặt của voi và chuột đúng không nào? Chúng mình cùng cảm ơn voi và chuột nào. Voi và chuột. Thế các bạn có thích chúng tớ không? À. Vì sao các bạn lại yêu thích chúng tớ thế? Vì sao nhỉ? Vì sao nhỉ? À, thì các thế, bạn xin. À, vì xinh này có bạn còn ý kiến là biết giúp bạn đấy. À, thì các bạn hãy giống như chúng tớ, biết giúp đỡ những người khác khi gặp khó khăn nhá. Dạ. À, chúng mình có đồng ý không nào? Đồng ý. 1, 2, 3, nghe thật to nào. 1, 2, 3, yeah. Rồi, vở kịch này đã kết thúc giờ học của chúng ta ngày hôm nay rồi đấy.
Mời các con hãy nhẹ nhàng cất mũ về góc của chúng mình nhé.